mốc đâu đây vậy? Trời ơi, cái gì mà trắng trắng ở đằng kia vậy? Mới sáng mà ai hù mình vậy nè? Thôi chết, tại sao không khóc nữa vậy? Sợ quá, giọt lẹ thôi. Đứng lại. Tha cho em đi, em thích làm gì đâu. Bạn nói gì vậy gốc đỏ? Là mình, cụ kẻ trắng đây mà. Trời ơi, tự nhiên chui vô lùm cây khóc lóc vậy? Mai mốt khóc thì ra ngoài mà khóc, làm tôi hết hồn hết vía à. Khóc mà còn phải lộ cho khóc nữa hả? Ủa, mà tại sao bạn khóc vậy? Mình buồn quá gốc đỏ ơi. Mình khóc vì mình bị điểm kém. Giờ mình không dám về nhà, mẹ mình sẽ la mình. À, thì ra là vậy. Mà tại sao bạn lại bị điểm kém? Tại vì ở trong lớp mình phải ngồi ở cuối, mà thị lực mình không tốt lắm, nên mình không theo dõi bài được. Chính vì thế nên lúc thi điểm mình mới thấp đó. Ồ, thì ra vậy. Tại sao bạn không xin cô lên bàn đầu ngồi? Vì mình mới nhận ra gần đây thôi à. Chưa có kịp báo với cô thì thi mất tiêu rồi. Ờ mà mình nghe nói có rất nhiều thực phẩm giúp cải thiện vấn đề thị lực á. Vậy hả? Nhưng mình không biết những loại thực phẩm đó là loại nào. Xin chào hai em. Hình như hai em đang bàn tính chuyện gì phải không? À, tụi em đang ngồi bàn về loại thực phẩm nào có lợi cho đôi mắt á. Chị Vân Trang có biết loại nào không? Chị thì cũng có biết sơ sơ, nhưng mà không có biết rành lắm đâu. Có một người biết rành dữ lắm đó, đó là Dr. Khỏe. Xem không đi hỏi Dr. Khỏe thử. Dr. Khỏe? Đúng rồi, vậy mà mình quên luôn. Cụ cải trắng bị suy giảm thị lực hả? Dạ, đúng rồi đó Dr. Khỏe. Vậy Dr. Khỏe ơi, con nên ăn gì cho mắt sáng ạ? Để cho mắt sáng, chúng ta có rất nhiều loại rau củ quả hỗ trợ được việc này. Trong số đó phải kể đến gất đỏ, đặc biệt là dầu của gất nè. Đốc tôi khỏe nói sao? Dầu gất rất là tốt cho mắt. Wow, em hay thiệt luôn á gất ơi. Trong gất có chứa khá nhiều hàm lượng beta carotene. Đây là tiền sinh tố của vitamin A. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, một loại vitamin tuyệt vời đối với mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy chất carotenoid trong em có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể nữa nha. Vậy đó tôi phải ơi, ngoài dầu gất ra thì chúng ta có thể chế biến gất thành những cái món ăn khác nhưng mà vẫn có tác dụng làm cho sáng mắt, thì có được không đó tôi khỏe? Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp gất để nấu thành xôi gất nè, chè gất nè, cũng có tác dụng tương tự như dầu gất. Ồ, gất tốt như vậy thì chúng ta phải sử dụng gất thường xuyên hàng ngày phải không đó tôi khỏe? Sử dụng gất thường xuyên thì tốt thôi, nhưng mà ăn hoài dễ ngán lắm đó Vân Trang à. Vì vậy chúng ta có thể chế biến gất thành các món ăn và sử dụng khoảng 1-2 lần trong một tuần. Sẽ giúp đôi mắt chúng ta sáng và thị lực sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Hay quá. Vậy lần này về mình phải tích cực ăn gất để cải thiện thị lực rồi. Ừ đúng rồi. Nhưng mà bạn nên đi kiểm tra mắt để xem có phải đeo kính không đó nha. Đúng rồi đó em ơi, em nhớ nha, phải kiểm tra và bảo vệ mắt thật là kỹ, chứ để bị điểm kém gì không thấy đường thì tội nghiệp lắm. Cảm ơn những thông tin mà Dr. Khỏe đã chia sẻ về công dụng của gất trong việc bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Dr. Khỏe và tất cả các bạn nhỏ trong vườn nhà của Dr. Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt. Tạm biệt khán giả.